Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án con NFT Metaverse Private Sale Whitelist. Thì các bạn sẽ nhận được 200, có 250 vé may mắn nhất sẽ nhận được cái mua private của cái dự án này nhé các bạn nhé. Hay mình còn gọi là mua IDO ấy. Tức là những cái dự án này nó sẽ mở bán và nó chỉ chọn 250 bạn may mắn nhất khi mà chúng ta tham gia cái chương trình này, thì chúng ta sẽ nhận được, nếu chúng ta trúng vé thì chúng ta sẽ nhận được cái mua với cái giá thấp nhất trước khi mà nó list sàn mọi người nhé. Mùng 1 tháng 9 là nó bán, còn 3 day nữa là kết thúc này. Thì bạn nào mà muốn tham gia những cái dự án như thế này thì mọi người có thể làm theo hướng dẫn của mình để tham gia các bạn nhé. Những cái dự án như thế này thì không phải là free mà chúng ta trúng trúng rồi chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra để chúng ta mua ấy mọi người nha. Vì thế cho nên là cũng khá là khó khăn để trúng mọi người ạ. Và đây thì chúng ta ấn vào cái chỗ này, minimum là 100. Ví dụ các bạn muốn 200 thì chúng ta đánh vào 200, còn 100 thì chúng ta đi là 100. Nó từ 100 đến 500 các bạn nhé. Ở đây là link giới thiệu bạn bè này, còn ở đây là ví. Chúng ta phải dán ví để mai sau này chúng ta sẽ connect đến cái ví này để chúng ta mua. Này, chúng ta dán ví vào đây nhé, ví MetaMask. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ theo dõi cái phần Twitter. Chúng ta ấn follow nhé. Con này là con NFT MAM. Chúng ta có thể check qua một ít thông tin về cái dự án của nó này. Và đây thì chúng ta ấn vào continue. Dưới này thì nó yêu cầu chúng ta retweet một cái bài viết nhé. Đây. Continue. Join discount cao nha các bạn nhé. Chúng ta làm hết nhiệm vụ rồi nhé. Thì quay lại chúng ta sẽ check cái website của nó sau. Trời ơi, lại đầy rồi. Cái này chúng ta sẽ ấn sau nhé. Theo dõi Telegram này mọi người. Khoảng 13.000 người đã theo dõi cái dự án này. Tại mạng đấy mọi người ạ. Lâu lắm ấy, không vào luôn này. Quay sang bên này để bỏ bớt một ít group đi, nặng quá rồi. Mình tham gia khá là nhiều cái dự án IDO nhưng mà khá là khó trúng nha mọi người nhé. Mới trúng một vài dự án thôi. Còn những cái dự án ngon thì không trúng, có những cái dự án nhân khá là nhiều nha mọi người. Đấy, vì thế cho nên là mọi người nếu mà có tiền rảnh rỗi ấy, thì mọi người cố gắng là tham gia một số cái dự án IDO để chúng ta XX tài khoản của mình nó dễ hơn đấy. Ôi, hiện đây chứ, đây bây giờ không hiện thì tôi kích kiểu gì? Tôi theo kiểu gì đây? Phải không mọi người? Đây, open web nè, ra đi. Không hiểu tại sao nó lại không ra luôn đấy mọi người. Ủa sao vậy? Nó không ra cái gì luôn vậy? Vậy thì tôi làm nào để tôi theo được? Trời ơi, con này nó bị ngu hay sao vậy? Mở đây, mở ra thì theo để được người ta theo nào. Trời ơi, tôi bực mình rồi đấy nha. Bây giờ không có này thì theo kiểu gì?
bố mày nữa. Trời ạ, mạng mới sẽ méo. Tại mạng đấy mọi người. Lại là Wedding Phone Network. Trời ơi, tôi Wedding đến bao giờ? Tôi Wedding đến bây giờ luôn đấy. Tự dưng bực mình ghê cơ đấy. Bây giờ đây nó trắng tinh này thì theo kiểu gì? Cho nên từ cái hồi nó update lại bực mình ghê cơ đó mọi người ạ. Theo cái khác nha mọi người nhé. Bố mày nữa, đang bực mình thì thôi. Rồi theo lại, chà bố mày. Đây này, nó hiện lên thế này thì người ta mới join được chứ, không thì người ta join cái kiểu gì. Theo rồi mà, tao tự dưng something went wrong là cái gì? Trời ơi, lại đánh captcha nữa mà. Lại còn wrong cả captcha nữa này. Lại mày luôn á. Bỏ giờ chứ lị. Đã bực mình thì thôi. Trời ạ. Làm nó cứ mắc mắc mọi người ạ. Không hiểu tại sao là mình rất bực mình về mấy cái con này nhá. Chẳng lẽ lại bỏ không làm nữa giờ chứ đấy. Hiện ra thì mới theo được chứ. Mọi người dán email vào đây nhé. Càng làm càng bực mình. Thị trường thì đỏ lửa đi. Mất tiền rồi. Không buồn làm nữa luôn mọi người. Dưới này chúng ta sẽ dán tên Telegram vào nhé mọi người nhé. Tên của mình là Anh Kỳ 83. Rồi các bạn giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Bên này thì chúng ta theo dõi discount đi. Đây các bạn, đây là cái website của họ. Cái website để như thế này mình cũng không thích nha. Thiết kế như thế này mình thấy nó quá là bình thường ấy. Đó. Mình không thích cái dự án này luôn. Không biết sao nhưng mà thôi cố gắng. Làm thôi mọi người ạ. Biết thế nào được, những cái dự án dở dở ương ương không làm nữa, nhân 10, nhân 20, có những cái dự án nhân khoảng 100 luôn. Đấy. Có biết thế nào được đâu mà. Thấy cộng đồng quan tâm cũng khá là nhiều này mọi người. Đấy. Entreat khá là nhiều này. Ok, quay lại ấn vào continue là xong nha mọi người nha. Trời ơi, copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia thôi nhá. Các bạn sẽ nhận được thêm 6 point. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhá. Các bạn thông cảm là bực mình quá đấy cái dự án này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.